thông sư quan chỉ là để đáp giúp con, đó là khi mình bố thí thì chúng ta hay gặp cái tình trạng là cái bây giờ có trẻ em ở ngoài đường ăn xin, đó là một ăn xin thì mình bố thí bình thường không sao, nhưng mà có những trường hợp có người đó họ giả ăn xin để mà họ lợi dụng cái lòng thương của mọi người. Cái thứ hai là cái trẻ em đó là bị chăn dắt, bị bắt và phải đi ăn xin để kiếm tiền về nuôi cho người lớn. Thì có một số ý kiến cho rằng là nếu mà mình làm như vậy á, là vô hình chung mình tiếp tay cho cái loại tội phạm đó, và cái việc đó của mình nó không những không có phước mà có tội. Thì kính mong sư giảng giải giúp cho con với lại các đạo hữu biết. Thì như hồi nãy sư có nói đấy, Đức Phật có nói là này các tỳ khưu, ta nói tác ý chính là nghiệp. Có nghĩa là khi mà mình làm cái việc bố thí cho một người ăn xin hoặc là một đứa trẻ ăn xin, cái ý định của mình nó như thế nào, nó sẽ quyết định cái việc đó là thiện hay bất thiện. Thì khi mà mình bố thí cho một người ở ngoài đường, mình chỉ có cái suy nghĩ là họ đang nghèo khổ, họ cần mình giúp, thì mình giúp, đó là suy nghĩ thiện. Và cái thiện đó chắc chắn nó sẽ mang lại phước báo. Nhưng mà cái thiện nó có hai loại. Một là thiện có trí tuệ, hai là thiện không có trí tuệ. Cái thiện có trí tuệ đó, thì khi mình làm phước như vậy đó, mình sẽ làm tới nơi tới chốn. Ví dụ như mình nghĩ là cái đứa trẻ đó nó có bị chăn dắt hay không, và nếu mình giúp, mình sẽ giúp cho nó tới nơi tới chốn luôn. Chứ còn mình đã ngại khó, ngại khổ rồi thì sư chịu thua, sư không nói nữa. Thì hiện tại bây giờ, như sư được biết là có một vài cái tổ chức xã hội, tổ chức phi chính phủ, họ có những cái chương trình giúp đỡ những cái đối tượng này, giúp đỡ những cái đứa trẻ để thoát khỏi cái cảnh mà nó bị chăn dắt. Hoặc là mình có thể mình giúp đỡ cho những cái nơi đào tạo việc làm cho những cái người mà họ cơ nhỡ, thì đó cũng là một cách. Ví dụ như hay nói là cho con cá thì không bằng cho cái cần câu. Cho nên ấy, như sư nói, khi mà mình bố thí là đã có phước, nhưng mà bố thí đi kèm với trí tuệ thì phước nhiều hơn cái việc bố thí không có trí tuệ đi kèm. Đó là như vậy.